Đây, Sonic nồi tôm này. Chạy nó hết bắt hay sao? Nó gọi là tôm cứng nhắc à. Cứng luôn hả? Không bắt. Với lại đá không bốc đầu được không? Không dở đầu nổi luôn không? Em chạy tốc đầu anh. À. Nó lại chạy lâu lắm rồi. À ok. Nói chung là nó tụt á nè. Đá số với lại cái con nó sượng, số nó sang sượng. Bây giờ mở ra làm ra nồi Uma luôn. Này nồi zin nha. Đồ heo zin nè. Rờ quá rờ rồi. Bây giờ làm lại mấy này hết luôn. Lá thai, lá bố, lá sắt, lá so. Chuồng heo, canh heo bài, cắt con hoàn hảo hết nha. Ok. Trăm mi rồi nồi. Đây chiếc Sonic khi mình làm nồi với lại mình thay cái nồi mình xây cổ bát bồ luôn, nghĩa là nồi Uma năm là so nha. Đó, so bố là sắt canh theo bài mình nha, ba anh em nhẹ thoải mái. Heo mình làm lại luôn. Nãy nó rơ lắm. Làm lại thì nó sẽ im hơn nè. Nó phải có độ nhiệt chút xíu nha. Nhưng mà khi mình quay phim thì mình không thấy á. Chứ mình làm cứng quá cũng không ngon. Đó. Em làm xong thì mình ra mình test cái đầu bóc nó cho anh em coi ha. Thay cái màu tăng nè. Để mình xì. Rồi, ok. Đấy, giờ thay giá kinh đồ của Mỹ luôn. Chạy 5.000 cây mới thay 1 lần đó. Cặp đôi nhất nó SN cộng luôn. Này thì nó SN nha. Cái này là nguyên thùng nước ngoài vậy. Chứ không phải đóng khói ở đây. Cái thay nó dây nhiệt của Yamaha luôn. Nó dây nhiệt tốt hơn. Màu đỏ. Cố gắng chọn xe cho anh em. Đấy, công chuyện rồi.